Ôi, cha đúng à, kim cương chưa, kim cương được, dễ thương, nói chung là dễ thương đó. Dạ em gái, chào em. Anh nhân sao vô? Anh nhân sao? Ok, con sao đi đá? Anh nhân, con mau quay không? Anh Linh biết nhiêu đó à? Bây giờ nè, em trai bên tôi trắng trẻo, công tử lắm á, nhiều cô gái theo đuổi lắm á. Dạ. Có ghen không? Nhiều cô gái và chàng trai theo đuổi. Đúng rồi, nãy giờ em nghe nói chàng trai theo đuổi nhiều hơn. Ừ, có ghen không? Quan trọng vô là do bạn trai bên đó là thái độ có rõ ràng với người ta hay không. Đúng rồi. Mà rõ ràng á thì người ta đâu có cơ hội mà tiến tới đâu. Bây giờ thì anh thấy rằng hai bạn cũng trao đổi nhiều cái nó cũng hợp lý với nhau, quan trọng mình hỏi xem người nhà thế nào nữa. Dạ. Rồi, mời em, chào em. Mời bạn bên đàn gái giới thiệu về mình đi. Annyeonghaseyo, chị tên là Kim Cương ra cô học cô Hồ Chí Minh để sang cô ít sợ. Cho nên ổn xăm xích ít xí ca tuyết cô Hàn Quốc hệ xa xa Thân lúc cường tâm trang học cô ít sợ. Ít ở khi mạng là kêu tên xa văn cấp xin đi ta. Oh, Annyeonghaseyo. 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 Tên gì vậy? Dạ em tên là... Trời ơi, hên quá, người Việt. Trời ơi, em sổ một tràng tiếng Hàn là chị ngơ ngác rồi đó. Dạ em tên là Trần Thị Kim Cương, năm nay em 31 tuổi. Và em hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của em là phiên dịch viên tiếng Hàn. À, Hàn chi, bây giờ ngồi đây sợ bên kia là cô gái Hàn Quốc, đang không biết nói chuyện sao. Mời đàn trai giới thiệu nè. Xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Nam Thư xinh đẹp. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Dạ. Em tên là Ngô Minh Thành, đến từ Bình Định. Hiện và sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn ở quận mấy? Quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình luôn. Rồi em có ưu điểm khuyết điểm gì Thành? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Ồ, giỏi quá. Biết chơi thể thao. Thể thao nữa? Dạ. Có tật xấu gì không? Tật xấu thì em hơi nóng tính và kỳ tính một xíu. Nóng tính và kỳ tính. À, nóng tính thì có thể đàn ông hay nóng mà kềm chế được hay không có điều quan trọng. Dạ, kềm chế được nóng tính không? Dạ được anh. Ừ, kềm chế được lúc là tốt. Đó thì thôi, sau đó là em nguội liền. Rồi, kỹ tính cũng đừng kỹ quá, đàn ông mà kỹ tính quá đó. Dạ, em thì nói chung là sạch sẽ gọn gàng. Sạch sẽ gọn gàng ha. Vâng. Đó, mời đàn gái. Kim Cương, em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em đi. À, dạ, ưu điểm của em là cũng là vui vẻ và hòa đồng. Với lại em là cũng nói chung là tự tin, hoạt bát, với lại cũng quyết đoán một tí xíu. Còn khuyết điểm của em á là đôi khi cũng có hơi cố chấp tí xíu, với lại nấu ăn không được ngon lắm. Không nấu ăn bên đây, người ta nấu ăn ngon nè, ở đây nấu ăn được nè. Có anh nấu ăn cho em rồi em ơi. Bây giờ mình sẽ nói tí xíu về tình trường ha. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thực sự là em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên á là thời đại học á chị. Em quen bạn đó được 2 năm mấy. Tại vì lúc mà mới ra trường rồi, công việc á nói chung là rất là nhiều, tình cảm nói chung càng ngày càng nhạt, nên hai người quyết định chia tay. Rồi, rồi mối tình thứ hai á là cũng với một anh Hàn Quốc. Nói chung là cũng được 2 năm mấy, nhưng mà dạ, do tính chất công việc của em á, nên nhiều khi em đi công tác rất là nhiều, hoặc là em gặp khách hàng rất là nhiều, nên bạn đó rất là ghen. Nói chung là tới một lúc nào đó thì nói chung là hai người cũng không thể nào mà có tiếng nói chung được nữa. Rồi mối tình gần nhất của em là cách đây khoảng 1 năm rồi. Thì em cũng quen người đó 1 năm mấy, nhưng mà sau này càng quen thì em càng thấy là hai người có cách sống nó khác nhau, nên tụi em quyết định dừng lại. Quyết định dừng lại. Dạ. 1 năm nay chỉ tập trung vào công việc, không yêu ai cả. Dạ đúng rồi chị. Cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Còn trai mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất của em thì em quen từ khi sinh viên ra trường đi làm. Lý do chia tay thì bạn ở đi học ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn em thì học ở ngoài Đà Nẵng. Nói chung là khoảng cách xa. Xa quá. Dạ. Sau thời gian em vừa đi học vừa đi làm, nên không có thời gian, bạn nữ kêu sao không quan tâm chia sẻ. Mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì em quen khoảng được 2-3 tháng. Thì bạn đó cũng là học ngoài Đà Nẵng luôn. Rồi sau này em công việc em thì làm, nói chung là em ngoài đó thì nó chưa được ổn định, em mới vào Sài Gòn. Nghĩ hai người thì cũng có những mối tình đó cũng mấy tháng thôi mà. Vâng vâng, phải sâu đậm lắm. Dạ chưa sâu đậm. Mình bỏ qua cái chuyện cũ đi. Bên đàn gái, hãy cho chúng tôi biết tiêu chí thế nào. Dạ nói chung là mỗi người lý tưởng của em á là một người chững chạc với trưởng thành, và cái người đó cũng phải hơi lãng mạn tí xíu, và có thể sẵn sàng chia sẻ công việc nhà hoặc là việc nấu nướng với em. Nhưng mà em bận, em đi công tác. Chị thấy là bạn bên kia nói là bạn bên kia sạch sẽ gọn gàng nấu ăn, thì cái phần đó là có thể là vượt qua rồi đó. Dạ rồi đó. Dạ, ngoại hình sao em? Ngoại hình thì sao? Thì nói chung càng cao càng tốt. Càng cao càng tốt. Lúc mà em đăng ký chương trình thì tiêu chuẩn của em là 1m65, nhưng mà thật sự là càng cao càng tốt. Bây giờ thôi mình phải qua coi mắt đàn trai ha.
Bây giờ em có yêu cầu gì em nói với bà mối đi. Chào chị Nam Thư. Yêu cầu bạn gái thế nào nói đi. Chào em. Em có thể nói cho Thư biết là yêu cầu về bạn gái của em như thế nào không? Mọi người về bạn gái của em thì về ngoại hình thì không mập, không ốm, vừa. Chiều cao thì 1m55 trở lên, da trắng. Nói chung là khuôn mặt dễ nhìn. Đàn trai trắng à. Nhìn trắng trẻo, thư sinh ha. Mình nhiều bạn không? Ở ngoài dòng đời mình đó mình nhiều bạn không? Nói về bạn thì cũng nhiều nhưng mà bạn thân thì cũng... Bạn thân là con trai hay con gái? Con trai. À, con trai rặt không? Trai thẳng không? Trăm trăm luôn á. À, chứ giờ mình ra đường có anh nào trai không thẳng mà nghẹo ghẹo mình chưa? Có nhiều lắm chị. Nhiều hả? Mà em không biết vì sao nhưng mà gái thì bạn gái không thích kết bạn mà còn là kết bạn Zalo toàn là thuộc về giới tính thứ ba thôi. À, vậy hả nhiều khi bình thường mình cứ đúng rồi như thế ba cũng vậy mà cứ kết bạn thì thoải mái thôi. Dạ, nhưng anh công nói người ta khiếm nhã đó. À, mấy người khiếm nhã thì mình chặn Zalo. Mình chặn mấy người mà kết bạn với thứ thứ ba thì mình cứ kết bạn không sao cả. Bởi thành thử là em bé tới giờ đó. Thế chứ mình không có phân biệt giới tính nào cả. Nhìn trắng trẻo cái nào ai nói em thế thứ ba không? Nhiều người ta thấy sau giờ này chưa có vợ người ta cũng nghĩ đúng không? Dạ. Thấy nhưng mà em thì em không thích trai nha. Em thích gái á. Thích không? Dạ không. Anh Linh kỳ á, chứ ghẹo ông ta nữa. Không, anh thì em thích á. Em thích anh vui tính. Vui, anh hài hước. Em rất hâm mộ anh. Cảm ơn em. Dạ. Điểm qua coi đằng gái thế nào nha em trai. Dạ. Trời ơi. Dạ chào anh. Cha, đúng à. Kim cương chưa? Kim cương được. Dễ thương, nói chung là dễ thương đó. Dạ em chào anh. Gái, chào em. Anh nhớ sao vô? Anh nhớ sao? Ok. Làm sao đi đá? Anh nhớ, cô mau quay không? Anh Linh biết nhiều đó à. Bây giờ nè, em trai bên tôi trắng trẻo, công tử lắm á. Nhiều cô gái theo đuổi lắm á. Dạ. Có ghen không? Nhiều cô gái và chàng trai theo đuổi. Đúng rồi, nãy giờ em nghe nói chàng trai theo đuổi nhiều hơn. Ừ, có ghen không? Quan trọng vô là do bạn trai bên đó là thái độ có rõ ràng với người ta hay không. Đúng rồi. Mà rõ ràng á thì người ta đâu có cơ hội mà tiến tới đâu. Bây giờ thì anh thấy rằng hai bạn cũng trao đổi nhiều cái nó cũng hợp lý với nhau. Quan trọng mình hỏi xem người nhà thế nào nữa. Dạ. Kim cương. Dạ, hôm nay em đi với chị gái của em với lại bạn thân của em. Chị gái em tên gì? Dạ, chị gái em tên Bích Ngọc. Bích Ngọc. Dạ, dạ gia đình toàn Ngọc. Nhà em Ngọc Ngà Kim Cương á chị. Ngọc Ngà, dạ anh em tên Ngà. À, Ngọc Ngà. Chị Ngọc, anh Ngà, em là Kim Cương. Ngọc thấy thế nào về đàn trai của chúng tôi? Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả. Chị chào em. À, chào chị. Thì thông qua những điều em trao đổi với chương trình á thì chị thấy em là một người thanh niên điềm đạm, nghiêm túc. Việc mà hai em gặp nhau hôm nay á thì chị nghĩ đó là sự khởi đầu cho sự chan hòa, và mối quan hệ nào thì cũng cần phải có thời gian, nên chị nghĩ hai em nên cho nhau một cơ hội. Bây giờ đàn trai. Dạ, hôm nay em đi với em gái với hai bạn thân. À, em gái em ruột á hả? Dạ em ruột. Em. Rồi để hỏi em ruột coi. Dạ con chào chú Quyền Linh. Chào, chào chị Nam Thư. Con là em gái của anh Thành. Theo con thì con thấy chị bên đây rất là xinh đẹp, năng động. Còn về nhận xét của anh của con thì anh con nấu ăn rất là ngon, rất là sạch sẽ và ca hát rất là hay. Con nghĩ thì anh chị đến đây cũng là một cái duyên, anh chị nên cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Dạ con, ba cảm ơn chương trình. Bây giờ thì chúng ta mở rào ra cho hai bên gặp mặt. Không gian này là của hai bạn đó, cứ thoải mái đi. Nào bắt đầu Thành. Xin chào anh. Đến chương trình là có món quà tặng. Dạ cảm ơn anh, em cũng có món quà dành tặng anh ha. Cái này là cuốn truyện tranh Hàn Quốc. Nếu mà em với anh có duyên á, sau này á, mà có thể tiến xa hơn á, thì mình có thể đọc cuốn truyện tranh này cho con của chúng ta nghe. À, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn nói cảm nhận về nhau đi. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em nghĩ anh là một người chững chạc, lịch sự. Nói chung là em gặp anh thì em cảm thấy ấn tượng đầu rất là tốt. Cảm ơn em. Còn anh cảm nhận về em như thế nào? Em thì khi kéo đem ra anh rất là bất ngờ. Em rất xinh, dễ thương. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Anh rất thích con gái có đàn khỏe. Mình hẹn hò thế nào đó? Khoảng cách hai bạn đó. Thời gian hẹn hò thì em trong tuần em rảnh vào thứ mấy? Tại vì công việc của em á là bây giờ em là phiên dịch viên nên á, em nghĩ là em có thể chủ động được thời gian. Nếu mà em muốn dành thời gian cho anh đi thì em sẽ hạn chế nhận những cái lịch đặt của khách. Nói chung là em có thể chủ động về thời gian. Còn anh như thế nào? Nói chung công việc anh thời gian nó cũng rất nhiều. Thường thường thì buổi tối thì anh rảnh. Ví dụ chủ nhật em rảnh á thì anh có thể xin xếp về sớm để đi chơi với em. Hôm nay tới với chương trình thì đàn trai có món quà tinh thần nào tặng cho đàn gái không? Đến với chương trình thì em cũng
chuẩn bị bài hát. Rồi đây là xin gọi nhau là cố nhân. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, sáng mắt trời mưa phố xưa buồn tên, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Hát thì hay đó ngọt, nhưng mới ngày đầu gặp người yêu tự nhiên xin gọi nhau là cố nhân. Đúng rồi, có bài nào khác không? Hợp lắm. Không, bài em thích thì có thể hát nhạc chế lời, nhưng bạn có khả năng chế lời không? Nếu có chương trình mình hẹn hò cùng nhau, nếu có tiếng hát của em hút cao hòa vào lòng anh. Em nhìn anh hình như anh rung thì phải. Kim Cương. Dạ. Bây giờ ảnh hát rồi, mình có tiết mục gì không? Em cũng chuẩn bị một tiết mục nhưng mà bài hát tiếng Hàn chị. Không sao. Không sao đúng không? Thì em hát nha. Ta đang hâm mê xe xim hè tôn nai má ươm mi khứ rô khế tô khứ tê kê cu sô kì yô sô mì chì mô thê khứ rôn cò xì á ni yô nương tê ô cho ta gà hê ô chi nương y yu ca tê sô Nè kê mô sơn mà ươm mê bión in nâng cốt cho rơm Nư kì màn cơm á xu hôm nương xa ra mi tuê ô. Hay quá anh. Bài. Trời dịch ơi tiết. Anh dịch nguyên bài hát này là bài Việt Nam mà. Rồi anh dịch. Coi đâu có. Em yêu ơi. Em anh yêu ơi tình nơi xanh hết đến anh bao nhiêu mặn nồng. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Quyền cái bài này á là dịch ra tiếng Việt thì cũng như vậy á chị, có nghĩa là cho dù cái mọi chuyện có thay đổi thì tình cảm của em dành cho anh cũng như vậy, cũng không thay đổi. Chết. Thấy gia đình kim cương kim chỉ nhà em chưa? Rồi. Bây giờ là chúng ta cũng đã khá hiểu nhau rồi. Anh nghĩ rằng các bạn đủ để các bạn có thể cảm nhận tất cả mọi thứ. Bây giờ mỗi người chúng ta sẽ dành cho nhau một câu nào đó tận đáy lòng của mình. Mình suy nghĩ và cảm nhận về người đối diện thế nào. Bắt đầu đi Thành. Trước khi mà lên chuẩn bị ghi hình đó, thật sự là anh mất ngủ mấy đêm rồi. Anh thì anh không có nói được nhiều lời ngôn tình, thì anh sẽ thể hiện một câu hát. Dạ. Chương trình đã xé sợi chỉ hồng để chúng ta nên nghiệp ở trong. Là hết hả? Dạ. Nói chung em cảm nhận được sự chân thành từ anh. Nói chung là em cũng muốn là em với anh cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi rồi, xoay ghế, xoay ghế, xoay ghế. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi, để tay vào nút bấm. Tất cả đều trả lời bằng nút bấm. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái kết thật sự là viên mãn. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng em, đây hoa. Nắm tay nhau nào. Và chúng ta hãy hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, em xin phép chị. Đây là chiếc vé xem phim cùng gặp xin để bốc 212 lý chiến thắng. Hãy đến hết xem phim để yêu nhau và hưởng nhau nhiều hơn nha. Gửi tặng hai bạn phần quà từ thương hiệu Vietsun Travel là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Vietsun Travel với hơn 15 năm kinh nghiệm tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế. Cùng Vietsun Travel tận hưởng giá trị cuộc sống. Gọi là... Hưởng tuần trăng mật tuyệt vời nhất nha. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhật. Rồi, em tên là Châu, 36 tuổi. Anh quê đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, ở huyện Cần Giờ. Hiện tại là em làm nhân viên bán hàng. Bán gì anh? À, dây cáp, dây xích, tời, neo. Bán cái gì? Dây cáp, dây xích, tất cả loại dây. À. Dây thun nữa. Dạ không có bán anh. Có lâu lâu mình cũng chưa thời giờ dây thun đó. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. À, dạ, em xin giới thiệu. Em tên là Dương Thị Thanh Thường. Em năm nay 30 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Đồng Nai. Em đang làm nhân viên văn phòng. Em phụ trách về mảng hành chính và quản trị trong web của công ty. Giới thiệu về bản thân mình luôn, những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường. Điểm yếu của em là nóng tính và khó tính. Khó tính hả? Dạ. Trời ơi. Gái mà khó tính, nóng tính là cũng mệt lắm rồi nha. Nhìn dễ thương nhưng mà khó mà còn nóng nữa. Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Em có một mối tình kéo dài khoảng 6 năm. Mà sao chia tay? Là do ảnh muốn em có một cái lựa chọn tốt hơn, sợ không đem lại hạnh phúc cho em.
anh nào mà tốt dữ vậy? À, anh không dám tới. Không có tới sao, sao không cho đi sớm đi, quen người ta tới 6 năm rồi mới không dám. Này em không biết nữa. Biện Minh, bây giờ chia tay chưa? Dạ chia tay rồi. Mà tại sao chia tay? Nó phải có cái lý do gì chứ, tự nhiên chờ đợi cái gì mà chờ tới 6 năm? Em nói rõ chút xíu cái mối quan hệ. Dạ em quen qua mạng, cũng chưa gặp mặt nhau luôn. Cái gì? Chưa gặp mặt. Ủa là sao? Là 6 năm chưa gặp mặt. Dạ đúng rồi. Vậy cũng gọi là mối tình nữa hả? Mọi người ai cũng nói chứ đó không phải là một mối tình. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết là đó có phải là mối tình hay không. Rồi có thấy mặt nhau không? Có thấy mặt. Anh ở nơi đâu? Anh làm việc ở Vũng Tàu. Tại sao từ Vũng Tàu lên đây có 2 tiếng đồng hồ mà không bao giờ lên gặp mặt tại nhau? Tại vì anh công việc anh bận rộn lắm. Hay là không có vợ có con rồi? Em nghĩ là chưa. Hay là anh bị gì? Chắc anh không đi được. Anh bị gì không? Không. Rồi tại sao em không xuống dưới đó em thăm ảnh mà phải ngồi trên Sài Gòn chờ 6 năm mà không đi tới tìm hiểu? Em cũng hay Vũng Tàu lắm. Rồi em có hẹn gặp nhưng ảnh lại bận. Trốn rồi, chắc. Mọi người nghe mà. Câu chuyện thì chết thôi. Bạn trai nghe câu chuyện tình 6 năm trên mạng, bạn thấy cảm giác như thế nào? Chung em thì từ đó giờ em chưa có quen ai cho nên em cũng chả biết cái mối tình trên mạng như thế nào. Vậy? Là ba mấy tuổi chưa quen ai luôn. Dạ. Tại nói chung là muốn mang tính chất công việc á anh. Hai người này lạ quá. Không chừng ông này ông Vũng Tàu à. Dạ, không có đâu anh. Em mới ở thành phố mà. Kỳ lạ đó. Anh ơi sao kỳ vậy? Anh coi lại giới tính mình rồi anh. À, em chuẩn man anh. Nắm tay con gái chưa? Chưa có người yêu sao nắm tay anh? Ủa chưa nắm lần nào đúng không anh? Đúng rồi em ơi, anh chưa nắm tay luôn. Em á thì sáng em đi làm, chiều 6 bây giờ tối mới về. Về ở nhà thì em ở với mẹ thôi, nói cơm nước xong rồi xem tivi rồi ngủ. Hai mẹ con thôi. Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm người bạn trai thật như thế nào? Đầu tiên là phải man. Thứ hai là có công việc tốt, có khả năng chăm lo cho gia đình. Man là sao? Tức là phải là đàn ông á. Sao biết đàn ông? Bên đó chưa có bạn gái lần nào. Eo ẻo. Em nghi ngờ quá anh ơi. Nhiều người nghi ngờ. Cái đó về từ từ em sẽ hiểu. Em biết thôi. Có cái mẫu hình lý tưởng giống ai không? Dạ em thích anh diễn viên Lương Thế Thành á. Em muốn tìm người bạn trai giống giống vậy á. Anh này Lương Thế Người được không? Trời sao tôi hoang mang với cái cặp này quá à. Man không? Dạ man. Sao anh biết? Trời em phải biết chứ. Tại vì chưa nắm tay con gái rồi chưa hung hít gì hết là biết. Tại vì em chưa có người yêu thôi. Có người yêu là em làm tới luôn á chứ. Làm tới luôn? Dạ. Chút xíu nữa làm tới thử nha. Được. Phải làm sao cho chứng minh anh men. Em thích đất đi. Thích đất hả? Rồi. Mấy cái? 20 cái. Rồi mời anh. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, chết rồi. 19. Không, khỏe lắm anh. Hơi thở ổn định. 21. Nữa hả? Coi chừng cắm đầu dưới à. Bonus thêm 5 cái. Được không quý vị? Rồi, men ha, khỏe ha. Khỏe rồi. Đây em nói là men mà. Bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn, giờ mới đến đây chị. Có chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Nói chung nhà thì có căn nhà nhỏ nhỏ ở Cần Giờ. Còn mà tiền cưới thì cũng có chút đỉnh chị. À, về là ở với mẹ luôn đó ha. Dạ đúng rồi. Mai mốt về có phụ vợ làm việc nhà không? Trời, chuyện đó là vô tư rồi chị. Em việc nhà em làm láng hết. Vậy ha. Dạ. Vậy là chắc ổn rồi, có sức khỏe bên này chỉ cần có sức khỏe thôi. Sao hồi anh nói vậy em thấy sao? Để qua xem đàn gái thế nào ha, anh trai ha. Ồ, chào em. Dạ, chào anh. Thật sự anh nghe câu chuyện tình của em anh cũng hoang mang lắm. Hoang mang nãy giờ. Anh đã nghe hàng ngàn câu chuyện tình rồi. Một lý do nào mà tại sao em chờ đợi 6 năm em vẫn không gặp ảnh mà em vẫn chờ đợi là sao? Tại em có niềm tin nữa anh. Cũng chỉ nói chuyện trên mạng thôi đúng không? Dạ. Lạ thì. Một người phụ nữ đầu tiên mà tôi thấy có một niềm tin rơi vào một khoảng không gian mênh mông bao la bát ngát 6 năm. Anh bên đây thực chất là một người anh nghĩ rằng rất là chân tình, chân thành, sống thật với mình lắm đó. Muốn chồng dữ chưa? Nói chung là cũng muốn. Cũng muốn không? Anh kia cũng muốn vợ lắm rồi. Về Cần Giờ ở được không? Dạ được. Cần Giờ giờ chuẩn bị xây cầu rồi, đừng có lo nữa. Cô gái bên đây anh nghĩ rằng là một người phụ nữ tốt với em. Hôm nay em đi có ai theo ủng hộ không? Dạ hỏi em người đi thân với đi. Hai em và bạn. Em ruột của em. Dạ em ruột của em. À nhìn giống ha. Rồi chào em.
Dạ em chào chị. Rồi em nhận xét thấy anh bên đó là sao? Em thấy anh cũng được. Khỏe không? Khỏe. Cũng vui tính. Hai anh chị lên đây là có duyên rồi, nên cho nhau cơ hội. Ở nhà có ba mẹ có hối thúc lấy chị lấy chồng cho em? Dạ có ạ. Nhưng mà không chịu. Không chịu? Dạ. Anh trai đi với ai? Dạ em có đi mẹ với mẹ chị. Chào Quyền Linh. Dạ chào cô. Chào bác. Chào cô. Cô gì quên nhỉ? Dạ Cát Tường. À cô Cát Tường. Dạ. Với chào quý vị khán giả đây. Tôi năm nay thì cũng bảy mấy tuổi rồi. Dạ. Nhưng tôi cũng muốn đi kiếm một con dâu. Con trai tôi thì tôi đã ủy quyền cho nó xong á. Nhà cửa, tài sản. Dạ. Có đủ. Hãy con tôi ưng ở đâu thì tôi chịu đó. Dạ. Nhưng mà giờ bác thấy cô gái này như thế nào bác? Dạ con chào bác. Thấy cổ á cũng được. Hai đứa con mà ý hợp tâm đầu thì về làm gia làm dâu, cũng không có làm dâu gì nhà tôi đâu. Nó út hết rồi. Đây là người chị thứ năm. Dạ. Tại đi theo để bảo vệ cho tôi đó chứ. Tôi hay làm mệt dữ lắm. À dạ. Chị muốn có con dâu nữa sau này mà tôi có mất á thì có đâu có bạn để sống với nhau. Dạ. Vậy đó. Tôi không có khó khăn gì hết cô Cát Tường ơi. Dạ, dạ. Với Quyền Linh. Dạ. Hôm nay tôi mới thấy là cô với chú là tôi nói tao ước ao làm sao mà cho tao gặp cái mặt Quyền Linh đó, nó làm dễ thương quá. Dạ. Cảm ơn bác nhiều. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi, quan trọng là hai bạn gặp nhau thôi. Nào, kéo màn lên. Anh có món quà tặng. Nãy giờ nói chuyện anh thấy em sao? Thì nói chung em cũng xinh, cái chuyện dễ thương. Nhưng mà qua mặt mối tình mà qua mạng á, 6 năm mà chưa gặp mặt á, anh nghe thì nó cũng hơi ngạc nhiên. Thôi bỏ chuyện qua đó qua bên, mình nói chuyện mới đi. Em cảm nhận anh thế nào? Em thấy anh cũng hiền, thật thà. Gì nữa thì em chưa dám đánh giá. Rồi mình quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Phải yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. À, anh cũng nghĩ vậy. Em nãy nó ở Đồng Nai đúng không? Dạ đúng rồi. Em ở huyện nào? Em ở huyện Tân Phú, cuối Đồng Nai đúng không anh? Tân Phú. À, không sao, nếu mà nói chung mà thích nhau, có tình cảm với nhau thì cái quãng đường á nó không có là vấn đề gì cả. Hồi nãy em anh thấy giới thiệu công việc mà em chưa có rõ công việc của anh. À, công việc của anh á là bên ngành cấp vật tư hàng hải. Tàu á là người ta cần nghề dây cáp để mà cho vào các đường cầu, anh cung hàng. Cấp cho người ta. Đúng rồi, anh cung cấp hoặc là mua lại. À, theo như em á thì mình có thể là chừng nào tiến tới hôn nhân được. Bây giờ bạn trai mình phải chủ động, bây giờ mình phải tỏ tình hoặc là mình phải nói cái cảm xúc của mình như thế nào đó hiện tại để bạn gái thuyết phục bạn gái đồng ý hẹn hò với mình. Cho anh mượn cái bàn tay. Đến đây á là anh đợi rất lâu, hơn 8 tháng. Thường thường ngày anh không mặc được đẹp như vậy đâu, dầu nhớ không à. Thì đến đây á anh muốn gặp em là anh đã thích. Thì nói chung á mình hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu, nếu mà được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Bây giờ để tay vào nút bấm đi. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hàng nắm tay nè. Hùng cái đi. Nào. Hùng lâu lâu nha. Thấy thế nào em? Dạ cũng vui vui. Nếu mà sau này tôi có được con dâu, dạ, thì tôi cảm ơn Quyền Linh, dạ, với Cát Tường. Tôi cũng mời hai cô chú uống rượu với uống rượu luôn, uống rượu với cô với Bác Năm luôn. Dạ, dạ cảm ơn Bác, dạ, Năm. Chúc Bác Năm thật nhiều sức khỏe. Ừ. Bác. Chào các khán giả của diễn đàn Luật 360. Tôi tên là Trần Huỳnh, hiện đang là luật sư cộng sự tại công ty luật trách nhiệm hữu hạn Phước và các cộng sự. Thực sự thì cũng tại vì là mình cũng vô tình thôi, thì được sự yêu cầu của diễn đàn luật cũng như tiếp cận đến phía công ty á, cho nên mình là nhân viên thì được cắt cử nghiên cứu các vụ việc cũng như là tham gia các hoạt động này, cho nên là mình tham gia thôi. Anh Hình có thể chia sẻ cho khán giả biết là anh
Mình thì từ năm 2014 là tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó thì hoạt động hành nghề xuyên suốt tới thời điểm hiện tại luôn. Thì cái câu hỏi là gì anh quên mất tiêu rồi. Anh hồi hộp quá. Dạ không sao, em cứ thoải mái là chị cứ thay kiểu cho chị thôi. Tại vì là lý do vì sao mà anh lại chọn học luật đi? Thật ra thì nhà anh cũng không có lịch sử là không có ai tham gia hoạt động pháp luật cả. Chỉ là tại vì hồi xưa thì lúc mà anh chọn thi đại học á, thì người ta kêu chọn cái gì thì anh hay đánh vào các mục gọi là người ta có cấp trên cái báo báo Tuổi Trẻ, nó có cái mục gọi là khảo sát, thì để mình bạn biết là bạn phù hợp với cái ngành nghề nào, thì anh làm theo cái khảo sát đó và dò ra kết quả, thì đa số là nó cho về luật học. Nên anh theo vậy thôi, chứ không có ai nói cả. Và khi mà anh đề xuất ra cái việc đó thì nhà anh cũng đồng ý, cho nên là anh đi theo anh học. Vậy thì trải qua rồi thì anh thấy là cái việc học luật nó có khó hay không? Và khi tới thời điểm hiện tại thì đã có những thành công nhất định trong nghề, thì anh có nghĩ là đây là quyết định đúng đắn của mình, khi mà trước đây mình chưa định hướng được là mình tại đây mình thích luật. Cho đến thời điểm hiện tại thì anh thấy rằng là cái việc mà chọn học luật và hành nghề luật là một cái việc đúng đắn. Là tại vì mình sống là mình phải sống và hoạt động, làm việc theo, sống và thực hiện theo pháp luật. Cho nên là vì hồi xưa thì mình nhỏ mình không biết, cho nên mình có nhiều việc trong đời sống xã hội ba mẹ mình lo hết, mình đâu có biết gì đâu. Thì khi mà mình đi học rồi, mình hành nghề rồi, thì mình thấy rằng là mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều cần phải có luật pháp hết. Và bản thân mình là người dân, một người dân bình thường thôi, thì cũng phải có nhiệm vụ, cũng phải nên có một cái kiến thức nhất định về việc là kiến thức pháp luật nó như thế nào. Ví dụ như em đi ở ngoài là tham gia giao thông chẳng hạn vậy đi, thì em cũng phải biết được là đèn đỏ thì em ngừng lại và đèn xanh em mới được chạy chẳng hạn vậy. Thì anh thấy rằng là việc học luật thì đúng là nó khó thật, nhưng mà việc sau đó mình làm, mình hành nghề thì những gì ở giảng đường người ta dạy nó chỉ là cái cơ bản nhất thôi. Còn cái việc mà sau đó khi mà mình đi ra mình làm việc, mình hành nghề, thì mỗi vụ việc, mỗi cái khách hàng đem đến cho mình những cái vụ việc cụ thể của họ, thì đó là một cái bài học mới, một cái kinh nghiệm mới cho mình cũng như là cho khách hàng. Rồi, em nghe khán giả thì thường hay có một cái nhận định chung chung đó là học luật hay làm luật thì tại đây là một cái ngành nghề rất khô khan. Vậy thì với anh là một người trải nghiệm trong cái môi trường đó thì anh nghĩ sao về cái việc là anh có nghĩ nó khô khan hay không ạ? Khô khan thì cũng đúng là ở chỗ là tại vì nó chỉ tiếp xúc với văn bản là nhiều thôi. Mà cái văn bản luật pháp thì các em thấy là nó không phải như sách, không phải như tiểu thuyết, nó rất là chán, nó không có cảm xúc gì trong đó cả, nó chỉ đơn thuần là quy định thôi, và quy định để đọc và hiểu và thực hiện theo. Nhưng cái việc áp dụng nó thì là rất là có lý có tình, nó để sử dụng nó thì nó không phải là khô khan. Cá nhân anh thấy thì đúng, tại vì không phải ai cũng có cái điều kiện và cái trình độ để người ta tiếp xúc với pháp luật, để người ta biết. Thường thì những cái người ta không biết nhiều về gọi là về cái gì ta, không có hoạt động về thế giới bên ngoài, người ta chỉ trong cái khu vực nhỏ của họ thôi, thì họ cũng đâu có cần phải biết gì về pháp luật nhiều, cho đến khi đụng cái chuyện nào đó, ví dụ như bán nhà, ví dụ như thừa kế chẳng hạn, ba mẹ mình mất thì mới phải liên hệ tới thôi. Cho nên là mặc dù là không ai biết, không ai hiểu, nhưng theo quy định thì theo như cái bản chất của việc luật pháp là bạn là người dân thì bạn phải có trách nhiệm mình hiểu. Nhưng mà em thấy là ở Việt Nam á, khi mà trước em cũng có hỏi với một anh chị luật sư hồi trước đây á, anh chị có nói là ở Việt Nam người ta sống tình cảm, nên là khi giải quyết vấn đề gì đó là người ta sẽ đưa cái tình ra giải quyết trước, sau đó mới đến luật. Còn như ở bên nước ngoài á là người ta lấy luật ra làm hàng đầu. Thực ra cái việc giải quyết việc nào đó bằng tình cảm là chỉ khi nào hai bên đồng thuận thôi. Thí dụ như nó không có đồng thuận nhau làm sao là dùng tình cảm được. Em muốn A nhưng mà anh muốn B, giờ em nói tình cảm cỡ nào anh cũng không đồng ý, vì cái lợi ích của mình và cái quyền của mình đó, trong đó nó bị vi phạm mà. Nên mình không thể nào giải quyết bằng tình cảm được, thì đó là lúc mà mình phải cần phải dùng đến pháp luật. Thì lúc nào cũng vậy, mình phải thượng tôn pháp luật và mình phải hiểu biết nó để mình vận dụng nó, bảo vệ quyền lợi của mình trong mọi mặt của đời sống xã hội. Ừ. 10 năm rồi, thì trong cái quá trình
nó sẽ là một cái vụ việc nó cũng không phải là quá lớn đâu. Tại cái thời điểm mà anh bắt đầu hành nghề thì nhỏ thôi, lúc đó là anh chỉ là một cái trợ lý luật sư, chưa có biết gì nhiều, mới chỉ vào mình làm việc từ rời ra từ ghế nhà trường, mình hoàn toàn như tờ giấy trắng. Thì anh được phân công một cái nhiệm vụ là xin một cái thẻ, gọi là cái thẻ xin quốc tịch Việt Nam cho một cái người cụ nhà báo người Pháp. Thì ông này hồi xưa đã từng hoạt động rất là lâu ở trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Ông sống và làm việc tại Việt Nam từ rất là lâu rồi. Đó, ông rất là yêu nước Việt, thì ông muốn rằng là được nhập quốc tịch Việt Nam. Đó, thì anh nhớ rằng là tại thời điểm anh làm thì tại thời điểm đó thì nó chưa phải là đến bước cuối cùng là ông đã có quốc tịch Việt Nam, nó vẫn là đang trong quá trình, mà tại thời điểm anh rời đi thì cái việc đó nó vẫn đang tiếp diễn. Nhưng mà có một cái việc là trong đó nó có cái thẻ tạm trú và thẻ thường trú. Thì khi anh xin được cái thẻ thường trú cho cái ông này á, thì xin được cái thẻ thường trú là thì nó sẽ có cái lợi là em đi ra em đi vào nước Việt Nam mà em không cần phải xin visa nữa. Thì em xin được cái thẻ đó cho ổng, thì sau đó ổng mời anh đi ăn kem ở ngay quận 1 nè, ở ngay gần Dinh Độc Lập á, rất là đắt tiền. Thì anh thấy đó là cái kỷ niệm đầu tiên mà anh đã làm được một cái gì đó cho khách hàng và được họ công nhận. Nó rất là và cũng là lần đầu tiên anh ăn một cái kem nó mắc tiền như vậy. Chỉ vậy. Hôm nay thì anh đến để gọi là cung cấp cho mọi người một cái góc nhìn khác về về cái việc là sử dụng thẻ ngân hàng và những cái hệ lụy nếu như mình không nắm rõ được các quy định về tín dụng cũng như là về xử lý thẻ đó. Cho nên là mọi người cần biết được một cái bức tranh toàn cảnh hơn để mà khi mà mình bước vào cái giao dịch mở thẻ, phát hành thẻ, dùng thẻ và gọi là hoặc là giải quyết cái tranh chấp với lại cái ngân hàng khi mà có vấn đề xảy ra thì mình phải làm gì. Ok. Câu cuối cùng là anh hãy gửi một cái thông điệp mã luật sư mình muốn gửi đến khán giả thông qua chương trình Diễn đàn Luật 360. Diễn đàn Luật 360 là một cái cơ hội để cho mọi người có một cái tiếp cận nó đầy đủ hơn, nó bao quát hơn, nó phổ thông hơn về đời sống pháp luật, về quy định của pháp luật trong những cái vụ việc cụ thể, để từ đó mà mình lấy cái kinh nghiệm cho bản thân và có cái hiểu biết nhất định về pháp luật. Ok. Đối với Chi thì cũng đã được hoạt động trong công việc là luật sư thì cũng gần 10 năm. Và trong 10 năm qua thì Chi đã luôn nỗ lực ngoài chương trình tư vấn cho khách hàng hoặc là cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Thì chúng tôi cũng thường xuyên tham gia các chương trình để tuyên truyền pháp luật. Mong muốn rằng là chia sẻ một chút kinh nghiệm cũng như là kiến thức hành nghề của mình trong công việc luật sư có thể góp ích cho đời cũng như là trong công tác tuyên truyền pháp luật. Thưa chị, ở Việt Nam này thì có quan điểm là người Việt thì người ta thường tình cảm để giải quyết các vấn đề vụ việc, còn ở bên phương Tây thì người ta sẽ thường ưa chuộng việc tìm đến pháp luật trước khi mà giải quyết các vụ việc. Thì chị nghĩ như thế nào về cái quan điểm này, và chị nghĩ là người Việt có nên thay đổi để có hướng giải quyết các vụ việc tốt hơn? Thật ra đó là một cái thực trạng, và cũng mừng là thưa quý vị khán giả là chúng tôi những năm gần đây thì cái vai trò luật sư tại Việt Nam cũng đã được có rất là nhiều sự thay đổi, đặc biệt là được người dân coi trọng hơn trong cái công việc là tìm hiểu pháp luật cũng như là cần được luật sư tư vấn ngay từ đầu. Do đó cũng hạn chế bớt những rủi ro. Và chẳng hạn như nói quan điểm về cái việc người dân hay là nói riêng cũng như là người Việt Nam hay một số đất nước thì họ còn hạn chế về cái sử dụng dịch vụ luật sư như hơn so với là một số đất nước phương Tây. Tuy nhiên là cái việc đấy thì đương nhiên mọi người đã nhận ra rằng là nó sẽ có nhiều cái rủi ro hơn, và cũng như là nhiều cái tranh chấp diễn ra nó gọi là đáng tiếc, thiệt hại lớn hơn. Do đó bây giờ thì cái dịch vụ luật sư của chúng tôi, những người luật sư Việt Nam cũng đã được ngày một nâng cao trong cái ý thức của người dân cũng như các doanh nghiệp về việc sử dụng dịch vụ của luật sư. À, cái này thì nói về mặt nội dung ấy thì nếu để hiểu căn bản rằng á, tố tụng là cả một cái quá trình giải quyết về vụ án, vụ việc
Thì từ lúc chúng ta đối một luật sư mà gọi là tham gia tố tụng và tranh tụng á, thì nó gần gần giống nhau, có nghĩa là khi vụ án nó đã được đem ra khởi kiện hoặc đem ra tố cáo và được cơ quan chức năng giải quyết, thì trong giai đoạn từ điều tra và đến xử lý đến kết luận cho đến khởi tố vụ án hoặc đưa ra tòa xét xử, thì cả một quá trình như thế thì người ta được hình dung rằng là tố tụng. Còn nếu tranh tụng thì chỉ là giai đoạn xét xử, thì lúc này luật sư tham gia với vai trò là tranh tụng, là chúng ta sẽ tại cơ quan xét xử để sử dụng cái quyền tranh tụng của luật sư để bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho khách hàng của hoặc là bị can, bị cáo, những người mà chúng tôi được phân công bảo vệ. Ở đại diện chính phủ Việt Nam bây giờ thì không có cái quan điểm là học luật hay làm luật thì thường nó là một cái ngành nghề khô khan ấy, thì chị nghĩ như thế nào về cái quan điểm này ạ? Thật ra thì mình là người học luật rồi và đang làm trong khăn tác luật, thì mình thấy này, không chỉ riêng Việt Nam mà nghề luật thì hình như là tất cả các nước cũng đều cảm thấy rằng là cái nghề này rất là khô khan, khó học, và nó là một trong những nghề có điều kiện rất là khó khăn. Ngoài cái việc học ra thì chúng tôi phải được gọi là tập sự, rồi phải được kiểm tra trong quá trình kinh nghiệm thực tế thì mới được cấp cái chứng chỉ hành nghề luật sư. Thì ngành nghề nào nó cũng có khó ngành nghề đó thôi. Và tôi nghĩ là cái việc khô khan là những cái gì người ta đang nhìn vào. Đối với các cô, các chị là hoặc là các anh đang theo đuổi ngành luật, chứ còn thật ra nhiều nghề còn khô khan hơn nữa. Và quan trọng đối với mình thì nghề nào vậy cứ yêu lấy nghề, thì cái sự khô khan đó nó cũng sẽ có lúc nở hoa. Dạ vậy theo chị thì luật có khó không, và chị thấy đúng đắn khi là chọn quyết định theo cái nghề luật này không? Vâng, thì như mình nói thì thật sự là khó, không có gì mà đơn giản cả. Nhưng mà cứ yêu nghề đi, thích nó thì mình sẽ học được và mình làm được. Thì trong 10 năm, gần 10 năm, gọi là gần tròn 10 năm trong cái việc theo và hoạt động trong nghề luật sư, thì tôi thấy rằng là cũng có những lúc khó khăn, cũng có những cái điều mà mình cảm thấy mình hạnh phúc vì mình đã làm được nó. Thì tới bây giờ, giống như bạn Thuân của luật sư tôi đây á, thì tôi thấy đối với nghề này thì tôi vẫn đang gọi là đang nhiệt huyết, và cũng mong muốn các bạn trẻ đã có sở thích, đam mê và nhất là có mục tiêu để trở thành luật sư thì cứ mạnh dạn, cái việc gì mình thích thì sẽ dễ thôi. Người dân Việt Nam thì thường kiểu có ít kiến thức về luật thì thường hay bị rơi vào cái bẫy mà do các thành phần lừa đảo người ta tạo ra ấy. Thì chị nghĩ là nên thay đổi, người dân Việt Nam thì nên thay đổi như thế nào để có thể không mắc vào những cái bẫy về chuẩn bị kiến thức về luật pháp. Em có thể nhắc lại câu hỏi. Tức là người dân Việt Nam thì thường có ít các kiến thức hiểu biết về luật pháp thì dễ bị rơi vào những cái bẫy của các thành phần lừa đảo. Thì chúng ta nên trang bị kiến thức gì và làm như thế nào thì mới không bị rơi vào những cái bẫy của các thành phần lừa đảo? Cái điều này thì thật ra mình nói chung đi. Dạ, là có nghĩa là người dân Việt Nam thường là họ sẽ không quan tâm về vấn đề luật pháp cho đến khi mà người ta nhấn vào vấn đề cái sự việc tranh cãi gì đó thì họ mới bắt đầu tìm hiểu luật, và vì cái đó mà nhìn chung là người Việt Nam kiến thức về luật rất là hạn hẹp, rất là thấp. Vậy thì hàng ngày chị là người nhận những cái đơn rồi làm việc trực tiếp với những cái vụ việc đó, thì chị nghĩ là người Việt Nam nên thay đổi như thế nào, thay đổi quan điểm về cái việc là tiếp xúc với luật như thế nào để cho cuộc sống tốt hơn và họ có sự hiểu biết luật tốt hơn. Tại vì tụi em đang nói là chị ghi để đấy thôi nhá, thì cho phép chị bàn luận chút xíu. Tại vì mình đưa lên một diễn đàn mà mình nói về mình quy chụp con người Việt Nam thế này, con người Việt Nam thế kia, thì chắc chắn chị sợ chị không thể trả lời thẳng vào câu hỏi đó của em. Mà em có thể nói là một số người Việt Nam chúng ta còn dễ tin tưởng hoặc còn thiếu kiến thức pháp luật nên hay còn đang dính vào các bẫy, thì ý kiến của chị như thế nào hay gì đó thì chị trả lời nó dễ hơn. Thế tại vì chị cũng sẽ đồng nhất ở người Việt Nam ta lừa học luật quá hoặc là kém quá hay gì đó nó sẽ khó. Đấy nhá, cho chị trả lời hơn đấy. Thì theo chị nghĩ là một số người á, cơ bản thiếu kiến thức pháp luật mà cũng là thật ra là các đối tượng mà bị lừa đảo á, thì đa phần là do ngoài cái chuyện kém hiểu biết hoặc là ít hiểu biết á, thì còn là cái lòng tham đó.
Cho nên cái việc mà để cho tội phạm lừa đảo vẫn đang nhắm vào đối tượng những người để gọi là đang một cái tình trạng đang báo động hiện nay á, thì thứ nhất là tôi theo tôi nghĩ rằng là thứ nhất chúng ta cần có nhiều hơn các diễn đàn như chúng như chương trình đã đưa ra để có thể chia sẻ hơn nhiều về cái kiến thức pháp luật cho bà con cũng như là người dân chúng ta ngày càng một hiểu biết nhiều hơn về pháp luật. Cái thứ hai nữa đó là mọi người phải tự ý thức rằng là cái mọi vấn đề mình phải cân nhắc được cái việc được và mất trước khi mình thực hiện một cái giao dịch nào đó, và phải tin tưởng vào cái bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ về pháp luật, để khi có những cái thông tin hoặc là những cái cạm bẫy mà mình phát hiện ra được thì mình cũng phải là cái người gọi là mạnh dạn để có thể là tố cáo, tố giác hoặc là thông tin để cho những người thân mình không bị dính vào những cái cạm bẫy như vậy. Vậy thì vấn đề ngày hôm nay mà chúng muốn đưa đến chương trình gửi cho khán giả trong chương trình diễn đàn vấn bản xuất quyền ngày hôm nay là gì? Vâng. Rất cảm ơn chương trình MCV đã cho mình đồng hành cùng chương trình diễn đàn của 360. Thì qua chương trình này chúng tôi cũng hy vọng rằng được MCV kết nối đối với lại quý khán giả, cũng như là chia sẻ những kiến thức từ những kinh nghiệm và kiến thức pháp luật một cách thực tiễn nhất đến với mọi người. Em hỏi là vậy thì cái chủ đề hôm nay mọi người sẽ cùng bàn một với nhau là gì ạ? Chủ đề hôm nay luật sư Chi được tham gia trong chương trình đó là chia sẻ về cái gọi là cái tình huống rất là éo le, đó là từ chủ nợ mà lại phải dính vào lao lý trước khi đòi được nợ. Đấy là một trong những cái bài học rất cần thiết trong cái thời điểm ngày hôm nay. Đó. Mọi người cần phải quan tâm.